Đây nó còn con ốc nó hơi cứng, mới xịt TG-B7 vô nha. Đó, than thì than lô nha anh em, nó có thai rồi nha. Đây, đây thấy không? Đó, tiếp xúc với cốt mà xét ngạt hết trơn ha. Đó. Này anh em coi nó dơ nè. Đó. Bây giờ xịt TG-B7 vô nha anh em. Đó. Cho nó thấm với con ốc, một hồi mình sẽ tu nha anh em. Mình tu mình mở ra ha, hên xui nha anh em. Kính chào tất cả anh em gần xa đang xem kênh Phục Tùng Gã Xe của Nguyễn Hùng Vĩnh Long. Ngày mới là kính chúc tất cả anh chị em là thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Bên này em sẽ tiếp tục gửi đến tất cả anh chị em là cái xe của anh trai Tiền Giang nha anh em. Đó, gáp dàn chân do chờ cặp phuộc gấp cặt te đùm nên bây giờ có những gì gấp trước thì em sẽ gấp trước cho anh em. Vô gắt chân 2 tầng nè, chẳng 3 thùng xăng lớn đi đông sò khỉ ha. Xăng em đã xa ba lại nha anh em, và sơn ở dưới đít nè, đó chống xét cho anh em. Đó, thường thường những chỗ này là nó mau xét lắm ha. À, đó sơn zin, nói chung những cái thùng xăng sơn zin là không có sơn lại nha anh em. Đó, em xa ba lại và thay gòn thôi. À, đó cực kỳ đẹp luôn nha. Này anh em thấy không? Đó. Nè anh em nghĩ những cái gòn nó cứng còng hết trơn nè anh em thấy không? Nó cứng còng hết trơn, em sẽ thay gòn. Gòn mới nha, đó gòn mới zin nha anh em. Xài hàng Việt Nam được rồi ha. Đó, cái gòn báo xăng nữa nè. Đó, bây giờ là tiến hành thay nha anh em. Nè. Zin hết luôn nha anh em. Đó, zin hết luôn. Thay gòn cho anh em ha. Không có gam lại nha anh em, cái này gam zin ha, để lại xài thôi. Rồi vô đây nó ngon ha, còn cái gòn mới gòn cũ nó chai hết trơn. Này còn cái viền thun nữa nè, đó viền thun nè anh em thấy không, đưa vô đây. Giờ kế tiếp là cái gáp cái thùng xăng bản liền vô nha anh em. Đây bản liền theo xe nè anh em thấy không. Đó, trước tiên mình phải đưa cái miếng mình áo vào lỗ vô ha. Còn con ở đây á thì em đã có chim thun mỏng nhẹ một cái nữa ha, thì nó không có sụp xịt. Những xe em gáp ở đây đều có chim con hết nha anh em. Nè anh em thấy không? Đó. Thùng mới vậy nè. Rồi, tới cái băng lề nữa nha. Đây băng lề. Đó. Nó còn cái thùng đây nữa nha em, thùng đây nữa nha. À. Đây thùng thái luôn nha, thùng thái này. Ốc của em tha mà bò hết rồi nha anh em.
là bên cái yên ha, cái yên bây giờ chưa có bắt vô nha anh em. Đó, mình cũng đưa vô nữa nè. Đó, cái yên này anh em thấy không, đây nó có miếng lồng đòn. Đó, nó sẽ bằng mặt nha, nó sẽ bằng mặt. Đó, nó sẽ bằng mặt ha. Bên này nó sẽ có miếng thùng nữa nha anh em. Đó, nó sẽ có miếng thùng nữa. Đó, nó sẽ có cái miếng thép này. Đó, con tán là cuối cùng ha. Đó, tán cuối cùng. Rồi, kế tiếp là cái sọ khỉ nha anh em. Đây, cái sọ khỉ cũng đã gam sẵn ha, ốc cũng vậy luôn. Đó, nhưng đặc biệt hai cái lỗ gù này nè ha, của anh trai còn xài được nha, zin nha. Nhưng thun của anh trai nè, một cái nó đã nở rồi nè nha anh em. Nó nở ra nhiều quá thì mình sẽ đúc vô trong cái thân này á, thì nó sẽ hơi không được nha anh em. Đó, lúc mà mình đúc á, nó hơi khó ha. Đây sẽ thay lại hai cái mới nha anh em. Hai cái cũ thì để là xài được, cái nào xài được thì em để là xài, còn xài không được là bắt buộc phải thay nha anh em. Đây hai cái zin mới nha anh em. Hai cái zin mới, bắt buộc là phải tất cả xe quay thái 110 á, xe nói chung xe số là có hết nha anh em. Số tay ga đều có hết ha. Cái này là rất quan trọng nha anh em. Tới hai cái phe nữa nè anh em thấy không? À, khoe quan trọng hai cái chốt này nè. Đây một cái ha. Để nó sẽ gài vô trong đây nha anh em. Đó, nó sẽ gài lên trong đây, dưới trong đây. Thì nó sẽ không có xoay vòng tròn được. Đó. Rất là dễ gắn nha anh em chứ không phải ha. Ở đây em có bán hết tất cả, anh em mua gì là em có bán hết nha anh em. Đây em dọn xe là chi tiết, đó anh em nào coi cũng biết rồi ha. Dọn theo túi tiền anh em chơi ha. Anh em kêu dọn tới đâu thì em sẽ dọn tới đó, quan trọng cái túi tiền anh em thôi. Dễ gắn lắm chứ không có khó nha anh em. Em sẽ gắn cái này vô trước cho anh em luôn. Anh em thấy không? À, xây nè. Đó. Anh em canh ngay cái phe này, ngay lỗ nè không? À, anh em xây vô lấy cái kèm nha nè. Hồi những cái clip trước thì em gắn nó ở trên xe, còn này nói chung thì mình đợi đồ sơn thì chưa có xe ha. Đó. Đó, rồi anh em lấy búa thun anh em dỗ vô lại vô thôi. Đó, nó vô cái ngàm mình anh em nè. Cái ngàm nè. Đó, giờ là mình chỉ bắt cái gù vô thôi. Đó anh em thấy không? Bên đây cũng vậy luôn nha anh em. Bên đây cũng vậy luôn. Quan trọng cái phe á, lúc lấy ga thì anh em phải chọt hai cái nha anh em mới lấy ra được nha. Còn anh em muốn lấy luôn thì nó sẽ gãy hai cái chấu này nha, là bắt buộc phải mua phe mới ha. Cái miếng thép này nó bén lắm nha anh em, dễ đứt tay lắm nha. Nó vô đó nè. Đây tất cả ốc ở đây em đều có tha mỏ bò hết ha. Đặc biệt thùng này thôi, chơi thùng Thái nha anh em. Thùng Thái nó sẽ ngon hơn thùng Việt Nam nha anh em. Sáu thùng nha anh em, sáu thùng ha. 2 4 5 sáu thùng. À, 6 thùng nè, đó anh em thấy không? Đây em sẽ chiêm thêm 3 miếng này nữa nha. Đó, 3 miếng này nữa để lúc mà mình dặn con ốc này vô á, dặn con ốc này vô á là nó sẽ siết, nó sẽ đỡ sụp xịt hơn nha anh em. Cũng có nhưng mà nó nhất định hơn nha. Riêng 3 cái con này nha anh em, 3 cái con này á là của anh trai đã vớt sẵn nè, cái dấu vớt nè anh em thấy không? À, cái dấu vớt nè, đó, còn cái con của người ta nè anh em thấy không? À. Đúng con zin á là nó không có vớt nha anh em, tại cái này á, hồi lúc cũ á là xài thun nó mềm nó xẹp xuống rồi nên thì nó sụt sịt dữ lắm nha anh em. Đó, đến với em thì em sẽ thay lại 3 con zin này nha anh em, 3 con zin này vô đây nó mới dễ nha anh em. Vô đây nè, đó anh em thấy không, nội không cái con này anh em siết á nè là nó hết rồi đó anh em thấy không.
thùng Thái này nó sẽ ngon thùng Việt Nam nha. Lúc mà mình xiết nó không có bè, nó không có nở ra nè, nó không có nở ra nhiều ha. Đó, bây giờ là tiến hành theo chân em đi đi gáp cái này nha anh em. Đó, cuối cùng thì cái ngàm đề tôm này theo em năm nay cũng 4 năm rồi, cái ngàm đĩa nha anh em, ngàm đĩa ha. Đó, bây giờ tháo ra chia cho anh trai cái nắp trên nha anh em. Nắp trên, nắp dưới luôn. À đát nè. Đó không? 81221 ha. Ốc nè, chưa một lần mở luôn nè, nó chữ nè. Đó, gờ cộm tay ít thôi nha anh em, không có nhiều nha. Đó. Mua cách đây nói chung là cũng 4 năm xe đậu không à. Anh trai dọn xe mới nên mình tháo ra chia ha. Đó, mấy cái này tháo bung ra hết. Mới phá chinh lần đầu luôn nha anh em. Đó, ngàm công tắc đồn đĩa. Đó, phá lấy hai cái nắp cho anh trai Tiền Giang ha. Mở bò zin còn luôn ha. Quan trọng cái nút gùi này dữ lắm nha anh em. Nó vô cái đồng này nè. Đó, cuối cùng thì cũng đã tháo ra ha, vệ sinh. Đó. Bộ này bộ cùm công tắc hàng toàn thắng đĩa ha. Đó, trên xe nhà em tháo xuống đây. Đó, bây giờ là tiến hành lắp vô nha anh em. Đó. Đây, ở đây em có tha vệ sinh ha, vệ sinh hết trơn rồi. Đó, dây thì của anh trai cực kỳ VIP ha, không có đứt nối ha. Riêng cái nút đề này em đã sơn lại nha. Cái chữ chìm sơn rất là dễ nha. Ở đây sơn hai cái này thôi. Ở bên ngàn này thì nhà em sơn nè ha. Còn hai cái, còn cái này á là hàng tồn nha anh em. Đó. Chữ là bao đẹp ha. G cộm tay nhưng mà ít thôi nha anh em. Đó. Chữ bao sắc sảo ha. Đó, giờ là tiến hành gáp vô nha anh em. Ở đây em gáp xe là anh em yên tâm ha. Đó, đâu đó là em đã vệ sinh sạch sẽ hết. Mượt mà êm ái hết ha. Đó, anh em nghĩ đó, mấy cái này em cũng đem đi gam nữa. Ai mà dọn xe em đi gam mấy li ti lít chích ha, lúc vô tha mà bò luôn cho anh em nè ha. Đó, kể cả cái nút này em cũng có dán keo con chó luôn rồi ha. Đó, còn cái này thì sơn lại nha. Đó, còn mấy cái ốc ác thì đi gam lại nha anh em. Cái nào tận dụng được thì tận dụng, còn tận dụng không được thì sẽ đi làm thay mới lại. Đi cái cầm hai mươi mấy năm rồi, đương nhiên nó đâu có còn ngon nữa nè. Nhưng mà tới tay em thì em sẽ làm lại cho nó ngon ha, cho nó ngon mượt mà êm ái cho anh em chơi ha. Thao mà bò hết cho anh em nha. Anh em đè dây sát xuống, anh em phải dặn nha, để nó bị cọ cái nút nhanh nha anh em. Không, mượt mà cho anh em ha. Tại lúc mới tha mở bò anh em phải làm mạnh tay một chút xíu nha, để cho nó nhuần nhuyễn hết nha anh em. Rồi, đẩy cái nắp lại ha. Nắp này là gam zin, không có gam lại nha anh em, gam zin ha. Rồi, đẩy lại thôi. Rồi dặn con ốc này lại ha.
nút gùi nè không, nó phải kỹ nha anh em, mà không kỹ nó dễ hư lắm nha anh em. Dễ gắn lắm chứ không có khó nha anh em. Vậy là vô rồi đó. Còn một con này ở bên cái nút đề nha anh em, còn con này bên nút đề nha. Tại cái ngàm đề em đi cho vẽ lại cái chữ star rồi nha anh em, vẽ lại. Bao đẹp trai ha, đó, bao đẹp trai cho anh em, mượt mà ha, đó. Bây giờ cái nút này đưa vô thôi anh em, nè cái nút này nè, đó, đưa vô thôi, đưa để cho ngay anh em, để cho ngay anh em đè xuống là xong, đó. Bao đẹp ha, mượt mà. Ở những chỗ nào mà bắt ốc ha, em có chét keo, chét mỡ bò hết nha anh em. Ốc ram bao đẹp nha. Xé bịch thái nha. Rồi xong ngàm cũng tắt nha anh em. Nó anh em thấy cái nút gùi không, vô cái đông nè, à, đó anh em thấy không, đó nó mới chịu cứng được cái cùm nha anh em. Cái nút gùi này rất là quan trọng nha anh em. Tay Việt Nam nha anh em. Đó, em thấy không? Nè anh em nhìn thấy cái chấm không? Đó cái chấm nè. Ở bên đây nó có cái cũng có cái dấu mũi tam giác nè anh em thấy không? Nè mũi tam giác nè, đó. Đó, anh em tới đây anh em sẽ dặn lại ha, tới đây sẽ anh em đó ngay đây anh em sẽ dặn lại tới tài thắng thái nha nè, tài thắng bắt vô đây hàng thái nha. Bắt vô đây ha, mình nên hay gắn về tớp trước vô cho nè. Về tớp là hồi cũ của xe anh trai còn nha anh em. Đó, cọc này là cọc bình cọc lô nha anh em. Nè, bên này zin này còn để lại xài nè ha. Đó, em sẽ thay cọc zin lên nha, về cui luôn nha. Đó, và sẽ hàng lại nha anh em. Đây. Hàng lại cho anh em ha, hàng lại như zin vậy luôn nha anh em. Đó. Đó, anh em gáp xe bên em thì cũng biết ha, đó chi tiết nè, đó cái này thì nó có cũ nó đã gách tan ben hết trơn rồi ha, đó có bước vô cuộc chơi đi mới biết được nha anh em, đó không phải thay là tính tiền cho anh em đâu, cái này tặng cho anh em nha, tặng cho anh em gọn xe ha. Wow. Đó, quay lên đây đâu phải quay, nói chung là những anh em nào làm YouTube cũng biết rồi ha, cực lắm nha anh em. Đó, rất là lâu nha. Đó, đã xong đường dây điện nha anh em. Đó, em sẽ quấn thêm một lớp keo nữa nha, chứ không tháo xe keo cũ ra nha. Đó, cho nó bền nha anh em.
bao đẹp luôn. Dây đường dây điện này của anh trai nó đẹp ha, bị đứt cái cọc lửa thôi. Đó, cụ đề này là bị vô nước nha nè. Đó, mình dọn xe cho khách mới cỡ này thì không thể bỏ qua được nha. Nhưng anh em thấy con ốc không? Cái này nói chung là 50-50 nha, hên xui nha anh em. Ốc đó có nguy cơ là lấy là gãy ra nha anh em, là bắt buộc phải vệ sinh rồi chứ không để gì mà gáp xe cho khách được ha. Bây giờ phải gán thôi chứ sao bây giờ anh em. Nước vô nè. Đề thì đang đề bình thường nhưng mà nó kêu nha anh em, đề nó kêu ha. À, bây giờ là tiến hành tháo ra vệ sinh nha anh em. À, cuối cùng thì em cũng đã lấy được ốc ra ha, và vệ sinh ha. Cái đầu lam nó còn rất là dày nha anh em. À, bây giờ là tiến hành gáp vô và thay thang đề zin nha anh em. Cặp thang này là lô nha. À, anh em nhìn cái chỗ cái bát này anh em cũng biết rồi nè, anh em thấy không? Đó. À, zin người ta nè, đó. À. Đây, made in Thái Lan nha. Găng cỏ lấy ra được ok ha. Cái này cái đích đề này nó còn đẹp, không có đi gam lại nha anh em. Nó gam lại uổng lắm, gam lại là hên xui. Cái tem này mắc cái là ăn mài nha, tem này nó không có bán mới nha, nó chỉ có hàng in thôi. In sao bằng đổ đầu zin theo xe được nha anh em. Nè, đó anh em chơi quay thái cho 10 quan trọng cái đế này lắm nè. Đế này cũng không có bán mới đâu, trừ khi theo xe thôi. Đó, thang zin vô á, là nó nói chung nó tới 98%, nó gần muốn đầy học để nó đẩy ra đẩy vô nha em. Còn anh em thay cái đế lô vô, hứa anh em là chỉ thay xài thang 100 thôi là nó ăn cái đầu lam mình nè, nó ăn chỉ có tới đây thôi nè, nó từ mấy dưới này nó ăn lên tới đây thôi, còn nó dư tới một khúc này nha em. Đó, đa số những củ đề của anh em đang xài á, 10 củ có chừng 3 củ là lò xo zin nè, còn nhiêu đa số lò xo lô hết nha, bảo đảm với anh em 100%. Đó, xe nhà thay thang đề sao thì xe anh em sẽ thay thang đề y chang vậy nha anh em. Làm nghề làm phải có cái tâm ha. Đó, keo này nhiều anh em hỏi để làm gì ha. Đó, dán y chang như nhà sản xuất luôn nha anh em, để cho nước nó đừng có vô ngay chỗ cái dây đề đó. Đó, đó cái đít đề này 10 đít đủ, 10 đít đều, cái gì ngoài này nó sẽ xét cho anh em. Đó, em sẽ sơn lại mấy ngoài cho anh trai luôn nha. Đó, bao đẹp luôn, sơn lại thôi nha anh em, tại nằm ở trong mà không quan trọng. Đó, cho nó đẹp mắt chút xíu thôi. Đó, kế tiếp là cái gác chân hai tầng nha anh em. Đây, chơi thun là xé bịch mới luôn nha anh em. Nó hàng Thái, nói chung hàng Việt Nam thì nó rẻ. Đó, nhưng mà xài không bền, nay chơi hàng Thái cho anh trai luôn nè ha, 4 cục này nha, made in Thái Lan nè. Đó, còn cục thun cũ của anh trai anh em nghĩ đi, bắt buộc là 10 cây đều đủ, 10 cây đều gách hết, nói chung gắn vô vẫn được bình thường, siết bình thường, nhưng mà nó không im nha anh em. Đó, bây giờ em sẽ thay luôn 4 cục thun hàng Thái nha. À, đó số nó nè, thấy không, 1 cục nè, 2 cục nè, đó, 3 nè. Đó, nói chung thun Việt Nam thì nó rẻ hơn thun Thái nha. Đây gác máy nè, đó, cho vô ha. Vô rất là ngon nha anh em. Đó, những anh em nào mà tập gáp tại nhà thì anh em coi từ từ ha, giúp em ha. Còn đây 4 canh nữa nè, đó, cho dưới nè ha. Nói chung đè vô cực kỳ khó nha, khi này vô rất là ngon nha anh em. Anh em thấy không, đó, 4 ốc của nó nè, đó, 1
2 3 4 đẹp phải không? Đó, cực kỳ đẹp ha. Nè anh em vô cái thanh của nó nè, đó, cái thanh nó nè phải không? Đó. Còn hai thùng anh em. Hai thùng đây hồi lúc cũ á thì Mica Ma Công thì nó cũng găng nước ha. Thùng này bao cho anh em chơi. Nè thùng xé bịch Thái luôn. Hai cục anh em thấy không? GN8 nha anh em, GN8 xài chung với quay ghim nữa anh em. Nè, anh em ở trong đây nó có cái dấu gạch mực nhãn sức nữa ha. À, đây nó có số nữa nè, ở bên đây cũng vậy luôn. Đó, anh em thấy không? Khi vô đây anh em cho một miếng nước nha anh em. Cho nước vô, nó rất là dễ nha anh em. À. Anh em đừng có tha sù bông nó còn cái độ nhờn ở trong nó không có ngon nha. Tha nước thôi nha anh em. À. Nó vô hết trơn nha anh em. Thấy không? Bên đây cũng vậy. Tha nước được rồi nha anh em. Đó, tất cả ốc ở đây nó có tha mổ bò hết nha anh em. Tha mổ bò hết. À, bao đẹp nha anh em. Đó, bao đẹp. Anh em mua cái gác máy 2 tầng á, đó, em chia sẻ cho anh em luôn. Đó, cái thân dưới nè, thân dưới nó phải xéo ngang về này nha anh em, xéo ngang về nó mới chuẩn 100% nha anh em. Đó, còn cái thân dưới mà nó cong qua đây là nó đã bị té, bị ngã, bị cong rồi nha anh em. Đó. Còn nhiều anh em mua cái gác máy 2 tầng theo xe mà đồ ngay chỗ này không mòn làm gì có anh em. Nước chảy đá còn mòn đây 23 năm rồi. Nói chung cái này mòn á thì anh em về anh em chim một miếng cái lông đền thiệt mỏng luôn, đó anh em chim miếng trong miếng ngoài thì nó sẽ không sụp xịt cái chống ngang thôi. Đó, còn ở đây ví dụ mà nó mòn quá thì anh em ra thợ gió đá anh em kêu nó đắp dày lên, càng dày càng tốt. Mà về mình nói chung á mình sẽ bắt cái chống ngang lên, mình sẽ tùy theo cái độ đá chống ngang của mình nó sẽ cao hay thấp ha, mình sẽ mài giũa sau nha anh em. Đó. Kế tiếp là cho hai thun treo lồng vô nha anh em. Đó, ba ốc treo máy nha anh em. À không. Còn đầu lõm á, có số 10 là nằm trên ngay chỗ treo lồng ha. Tới con thứ hai là nó dài nhất nha anh em, nó nằm ở chính giữa. Đó. Là nó gam màu vàng nha anh em. Bảy màu á, còn cuối cùng nè, con cuối cùng của anh trai nó bị dính nè. Đó, phải lấy gió đá ra nè, nó giờ nằm cuối cùng ha, là ngay cái nhông kéo nha anh em. Rồi tới ba miếng lông đền que ha, ba miếng lông đền que. Đó. Đây thì một miếng nữa nè, đó là xé bịch nha anh em, xé bịch Thái nha. À, đó xé bịch Thái. Tới ba con tán nha anh em. Đó vậy thôi chứ không có gì hết trơn. Đó, tất cả đây em gáp là em có chét mỡ bò hết nha anh em. À, chét hết cho anh em. Đúng quay dây quay Thái 110 nha anh em.
Và kế tiếp là cái chân thắng nha nè, giờ xé bịch tha mới luôn nè. Thái cho nó vip nha. Chữ V nè. Đó. Chút trẻ nè. Đó, anh em không? Xài Việt Nam được rồi. Đó, anh em cho vô đây ha. Đưa cái chốt qua. Xỏ cái chốt mà là ok ha. Thùng chống đứng nha nè, thùng thái luôn nha. Cho miếng keo vô nha nè, cho bao xài luôn. Đưa vô nè. Đó, cốt cũ của anh trai ha, cốt trong đứng cũ còn xài, còn thấy xài ok thì để lại xài luôn nha nè, đỡ tốn tiền ha. Đưa vô. Thế là xong ha. À, cũ quân gia còn xài được, để vô xài luôn nha nè. Chưa. À. Tới khâu vô chén thái nha nè, chén gỗ thái ha. Nè, đó. Chén thái xài cực kỳ ngon nha em. Để mình lấy kéo mình cắt, mình giữ cái bọc lại mình xiết ốc nha. Đây, chén thái nè. Đó. Ở dưới đây nó có cái sọc nha em. Bất cứ chén thái nào cũng vậy vậy nha em. Đó. Nó có lằn sọc tròn nha. Đó, lằn sọc tròn. Cái này thép nó ghê lắm nha anh em. Đó, cái chén trên nè, đó chén trên nè ha. Đó, chén dưới nè. Đó, chén dưới nè. Không, chén dưới nè. Đó. Còn bên đây cái chỗ y đông sọc kỹ nha nè. Đây, cái chẳng ba nha nè, đây chẳng ba. Đây chẳng ba nha nè. Phải có lồng đền chim nè ha. Đó. Chặng ba của anh trai đẹp ha. Đó, anh em thay nhẹ miếng mỡ bò nha, đóng vô cho nó dễ nha anh em. Đó. Nè, chân dưới nè. Đó. À, anh em thấy không? Nè, giờ vô rất cứng, rất là ngon ha. Đem chim nha anh em. Chim đóng cho nó dễ. Đây. À, anh em mua những cái đồ chế trên mạng nó có bán á, ở đây em chế tại nhà nha anh em. À, chế tại nhà đồ đóng nè, anh em thấy không? Đó. Bao cho anh em ha, chén này vô rất là ngon nha anh em. Rồi tới miếng thun nha anh em, miếng thun nè ha. Đó, miếng thun này là che bụi với che ha nha anh em, che bụi nó lọt vô nha. Đó, rồi thì cuối cùng cũng xong ha.
Đó, bây giờ thì có nhiều anh em cũng kêu là gáp chi tiết cái dàn chân, thì ở đây em sẵn đây có xe thì em sẽ làm chi tiết luôn, chia cái phần dàn chân ra hai phần cho anh em đó, coi chi tiết đó, gáp từ sáng giờ thì cũng được nhiêu đây rồi đó. Bây giờ thì cái phần dàn chân của phần A tới đây em xin kết thúc nha anh em đó, hẹn anh em phần B là cũng dàn chân luôn chi tiết sau ha đó, anh em thấy clip dọn xe của anh trai ở Tiền Giang hay và yêu mến kênh Phục Tùng em, hãy không một like một đăng ký kênh nha anh em, để em có động lực ra những video tiếp theo để phục vụ anh em đam mê dòng quay Thái 110 ha. Rồi hẹn tất cả anh em phần dàn chân tiếp theo ha.